Hả? Coi nè, thấy không, hồi nãy còn sợ hãi các kiểu khóc la sùm cầu cứu, còn bây giờ kéo xăng tay áo vô. Rồi con làm vậy rồi ai dám chơi với con hả Kiwi? Trời đất ơi, cái nết ăn nhìn nó xấu mà sao ăn khôn quá con, ăn toàn ăn kèn cua không vậy? Trời ơi, cái mặt bả ngồi hóng ăn kìa trời. Rồi con tính làm sao thì làm đi nha, nhắm chơi được mình thì chơi đi chứ ai chơi lại.